Rồi, em Vương xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam, cũng như quay trở lại với cái video chứng khoán cuối tuần của em Vương. Thì chúc cho anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ anh chị nhé. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thì em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái góc nhìn về thị trường, về cổ phiếu trong cái tuần tiếp theo anh chị nhé, để anh chị có được những cái góc nhìn đó có thể hỗ trợ cho anh chị đầu tư tốt hơn, cụ thể trong tuần tiếp theo anh chị nhé. Anh chị xem video thì nhớ để lại cho em những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở phần bình luận. Anh chị có cái câu hỏi nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em, những cổ phiếu cần được hỗ trợ thì anh chị liên hệ trực tiếp, em sẽ hỗ trợ cho anh chị nhé. Cũng như nếu như anh chị cần một người đồng hành hỗ trợ trong quá trình đầu tư, nếu thấy những cái chia sẻ của em nó có thể hỗ trợ cho anh chị, có thể giúp anh chị kiếm tiền trên thị trường này, anh chị có thể liên hệ với em, để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Anh chị có thể mở một cái tài khoản SSI hoặc là chuyển ID để em quản lý anh chị ha. ID của em là Y610022. Liên hệ với em anh chị nhé. Rồi thì chương trình hôm nay chúng ta sẽ có những cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá lại cái diễn biến của thị trường trong cái phiên giao dịch, những phiên giao dịch của tuần vừa qua, cũng như là đưa ra những cái xu hướng và cái kế hoạch hành động của cái tuần tiếp theo anh chị nhé. Tuần vừa qua thì chúng ta có một cái tuần giao dịch khá là khó chịu khi mà chúng ta có liên tiếp hai cái phiên giảm điểm mạnh ha. Một cái phiên giảm điểm mạnh đầu tuần vào thứ hai với một cái thanh khoản của cây giảm đó là 31.800 tỷ, và tiếp tục là một cái phiên giảm ngày thứ sáu giảm 13 điểm. Phiên thứ hai thì chúng ta giảm là 27,9 điểm ha. Còn phiên ngày thứ sáu chúng ta giảm 13.77 điểm. Và thanh khoản của phiên thứ sáu là 20.857 tỷ. Chúng ta đã kết thúc cái tháng 6. Thì nếu nhìn lại tháng 6 thì anh chị có thể thấy là những cái hai cái tuần đầu tiên của tháng 6 thì thị trường tăng điểm rất là tốt anh chị ha. Thì nếu nhìn chị nào trong hai tuần đầu tiên của tháng 6 mà tham gia đúng những cái nhóm ngành như là cảng biển hay là nhóm công nghệ thì có thể anh chị đã kiếm được lợi nhuận rất là tốt, đâu đó khoảng trên dưới 15% anh chị ha. Thì tuy nhiên hai cái tuần cuối tháng 6 là hai cái tuần mà thị trường giảm rất là mạnh, và từ cái ngày 14 tháng 6 anh chị, chúng ta có thị trường giảm từ cái mốc cao nhất là 1.305 về cái điểm số đóng cửa là 1.240, có nghĩa là chúng ta đã giảm 65 điểm anh chị ha, chúng ta đã giảm 65 điểm trong nửa tháng cuối tháng 6. Riêng trong tuần cuối tháng 6 anh chị thì chúng ta giảm từ cái mốc là 1.281, mốc mở cửa của cái phiên ngày cái tuần cuối tháng 6 ha, và đóng cửa ở 1.240, có nghĩa là chúng ta đã giảm đâu đó là đóng cửa 1.245 anh chị ha, thì chúng ta đã giảm đâu đó là 36 điểm. Thời điểm thấp nhất thì chúng ta thị trường đã về mốc 1.240 điểm ha. Như vậy trong một tuần chúng ta đã giảm, tuần vừa rồi chúng ta đã giảm đến 36 điểm trong hai cái nhịp, hai cây giảm mạnh vào thứ hai và thứ sáu. Tuần vừa qua thì chúng ta thấy có cái nhóm ngành cao su là biến động rất mạnh anh chị ha. Ở cái phiên ngày thứ tư anh chị, phiên ngày thứ tư thì khi mà thị trường tăng nhẹ 4.7 điểm thì cái nhóm cao su là cái nhóm tăng điểm rất là nhiều, rất là nhiều cổ phiếu tăng trần. Và đến ngày thứ sáu thì cái nhóm cao su này lại quay lại giảm sàn rất là nhiều, những cổ phiếu tăng trần tăng tốt ở cái phiên thứ tư thì đến phiên thứ sáu lại giảm sàn, là một sự biến động rất là mạnh.
như GVR hay là DRI, DRC anh chị ha. Rất là biến động. Trong tuần qua thì chúng ta cũng thấy được cái nhóm bất động sản nó có dấu hiệu tạo đáy anh chị nha. Bất động sản có dấu hiệu tạo đáy, điển hình như là DIG hay Novaland. Và cái nhóm những cái nhóm như là chứng khoán thì chúng ta vẫn thấy chưa có dấu hiệu tạo đáy của nhóm chứng khoán anh ạ. Ngân hàng cũng như vậy ha, BID hay là CTG hay là Vietcombank đều là có những cái nhịp giảm phá đáy ha. Thép thì chúng ta thấy tuần vừa qua cũng có những phiên giảm điểm khá là mạnh ha. Khối ngoại thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy là cũng tiếp tục bán ròng gì ha, và bán ròng trung bình đâu đó khoảng 1.000 tỷ một phiên anh chị, tiếp tục bán rất là mạnh. Mức thanh khoản thì trong cái tuần này chúng ta thấy thanh khoản ở cái phiên bán đầu tuần thì 31.800 tỷ, sau đó là nó siết lại ha, và có những cái thời điểm thấp nhất là chỉ có hơn 15.000 tỷ thôi anh chị. Mức thanh khoản rất là thấp ha. Rồi thì đó là những cái điểm chính của cái tuần giao dịch vừa qua. Từ những cái điểm đó thì chúng ta thấy được những cái điều gì? Thì tuần này chúng ta thấy có hai cái nhịp giảm. Thị trường có hai cái nhịp giảm mạnh vào đầu tuần, phiên đầu tuần và phiên cuối tuần, khiến cho điểm số của chúng ta giảm từ 1.305. Đây là cái nhịp giảm thứ ba gì ha, hai tuần giảm, hai cái nhịp giảm và là nhịp giảm thứ ba từ giữa tháng 6. Chúng ta đã từ cái vùng 1.305 mà điều chỉnh về 1.245, như vậy là chúng ta đã mất 60 điểm trong nửa tháng 6. Thì thông thường thị trường có những nhịp chỉnh, những nhịp chỉnh của thị trường thì thường là có 3 đến 4 cái nhịp giảm mạnh, sau đó tạo đáy đi lên. Và đó chính là cái lý do mà tại sao mình lại để cái tiêu đề trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, đó là mua là thắng anh chị ha. Tuần sau cơ hội của chúng ta sẽ rất lớn anh chị ha. Khi mà chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu nó đã chiết khấu từ cái vùng đỉnh gần nhất, những cái cổ phiếu mà giảm mạnh nhất thì cũng đã giảm đến 20% anh chị ha. Và những cổ phiếu mà giảm ở mức độ trung bình thì cũng là trên dưới 10% rồi anh chị nhé. Ở cái phiên bán đầu tuần anh chị thì anh chị thấy là cái khối lượng cái thanh khoản rất là lớn. Tuy nhiên sau những phiên sau thì thanh khoản nó suy kiệt anh chị ha, và đến cái phiên bán cuối tuần thì chúng ta thấy là thanh khoản nó cũng chỉ ở mức rất là thấp, đâu đó hơn 20.000 tỷ thôi. Thì cái thanh khoản ở trong cái giai đoạn này nó thấp là điều bình thường anh chị ha, chủ yếu là đến từ cái tâm lý giao dịch thôi. Nhóm thì sợ sập tiếp, nhóm thì sợ là bán trúng đáy tạo đáy đi lên ha. Thì phiên cuối tuần nó thủng 1.250, có những thời điểm nó về 1.240, trong phiên nó giảm đến 20 điểm, thời điểm thấp nhất giảm đến 20 điểm. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy cái lực bán nó không quá mạnh. Có thể nói là áp lực ra hàng ở đây không còn nhiều, và nhà đầu tư có thể nói là chấp nhận cái vùng giá hiện tại. Nếu tuần tới mà thanh khoản nó có dấu hiệu tăng dần, khi mà những người bán cuối cùng, những người cuối cùng muốn bán cắt lỗ và có cái dòng tiền hấp thụ, thì đó là tín hiệu tốt khi cái thanh khoản tăng dần anh chị nhé. Về khối ngoại thì chúng ta thấy là cái động thái bán ròng liên tục của khối ngoại trong cái giai đoạn vừa qua thì nó cũng khá là quen thuộc đối với lại anh chị nhà đầu tư chúng ta rồi. Và nó cũng nằm trong cái chiến lược của cái khối ngoại đã được nhắc đến rất là nhiều, đó là cái hoạt động tái cấu trúc dòng vốn trên toàn cầu anh chị. Những cái thị trường tăng trưởng yếu, đồng tiền mất giá hay là những thị trường cận biên thì sẽ bị rút vốn mạnh để phân bổ vào những cái thị trường nơi mà nó hoạt động hiệu quả hơn. Không chỉ ở Việt Nam mà chúng ta thấy các cái thị trường trong khu vực như là Thái Lan hay là Trung Quốc thì cũng bị chịu ảnh hưởng rõ rệt như vậy ha. Và rõ ràng chúng ta thấy là thị trường chúng ta vẫn giao dịch tốt,
cái khối ngoại cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý giao dịch. Có chăng chỉ không ảnh hưởng đến nhiều, chỉ ảnh hưởng một phần đến cái tâm lý của nhà đầu tư thôi vậy nha. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua cái đồ thị phân tích kỹ thuật để có thể đưa ra những dự báo về cái xu hướng của thị trường trong cái tuần giao dịch tiếp theo anh chị nhé. Thì trong tuần này khả năng là thị trường nó sẽ tạo đáy anh chị nhé, sẽ tạo đáy. Đó, như mình đã chia sẻ thì thông thường sẽ có 3 đến 4 phiên cái nhịp điều chỉnh như vậy, thì sẽ kết thúc cái nhịp điều chỉnh, thị trường có thể tạo đáy. Anh chị có thể thấy trong cái giai đoạn gần nhất anh chị, vào giữa tháng 4 cái nhịp giảm từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4, thì thị trường cũng trải qua đâu đó khoảng là 4 phiên, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là 3 phiên giảm điểm mạnh anh chị ạ, sau đó tạo đáy đi lên. Thì thị trường của chúng ta có thể nói là cũng trải qua 3 cái phiên giảm rồi anh chị ha. Có thể sẽ còn một cú nhúng nữa, sau đó thị trường sẽ rút chân và đi lên. Thì có thể những cái nhóm mà nó chưa cho tín hiệu tạo đáy trong cái tuần vừa rồi, như là chứng khoán hay ngân hàng, thì trong tuần này nó sẽ có tín hiệu tạo đáy anh chị ha. Tuần vừa rồi thì chúng ta là có thể thấy cái nhóm bất động sản có dấu hiệu tạo đáy khi mà trước đó nó liên tục giảm phá đáy anh chị ha. Rồi có thể là những cái cổ phiếu của nhóm ngành mà nó đã tăng nhiều trong cái giai đoạn vừa qua, như là cảng biển hay là nhóm công nghệ tăng rất là tốt anh chị ha trong giai đoạn vừa qua. Thậm chí có thể là dệt may hay hóa chất phân bón tăng tốt trong giai đoạn vừa qua, thì cũng có thể sẽ có sự điều chỉnh trở lại. Dòng tiền có thể sẽ đảo qua những cái nhóm yếu trong giai đoạn vừa qua, như là những cổ phiếu chứng khoán hay là bất động sản hay là đầu tư công, để giúp cho những cái nhóm này tạo đáy. Như vậy sẽ giúp thị trường nó cân bằng mình vậy nhé. Mình kỳ vọng thì trong tuần tới nó sẽ có một cái nhịp giảm, có thể nói là nhịp giảm cuối cùng anh chị, có thể là nhịp thứ tư, và nó quét về vùng 1236, 1230, sau đó nó rút chân lên, kết thúc cái nhịp điều chỉnh. Thị trường nó quay trở lại cái nhịp tăng ở cái tuần sau nữa. Như vậy là đẹp anh chị ha. Đó là kịch bản tích cực nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến trong cái tuần tiếp theo. Còn một cái kịch bản mà xấu hơn là khả năng thị trường nó có thể đạt thủng vùng 1236, 1230 này anh chị. Trên cái đồ thị của Ichimoku thì anh chị có thể thấy khu vực này là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng khi mà có cái hỗ trợ giao găm, và cái một cái đám mây khá là dài như vậy, có thể đỡ thị trường ở đây anh chị ha. Đồng thời 1236 cũng chính là cái khách sạn trong khung đồ thị tuần, thì hiện nay nó vẫn còn giữ và nó vẫn chưa về đến anh chị ha. Thì thời điểm thấp nhất của chúng ta trong cái phiên ngày thứ sáu thì thị trường nó về đến 1240 anh chị ha, chỉ còn cách đâu đó vài điểm thôi. Như mình đã chia sẻ thì khi mà thị trường nó có những cái nhịp tăng như vậy anh chị ha, nhịp tăng rất là tốt từ cuối tháng 4 anh chị ha, nó có một nhịp tăng từ cái vùng 1261 anh chị ha, mà về 1305 thì nó có những cái nhịp điều chỉnh trở lại như vậy. Và nếu như nó không thủng vùng 1236 thì có thể gọi đây là một cái nhịp điều chỉnh tích cực để thị trường quay trở lại cái nhịp tăng trước đó anh chị. Thông thường sau những nhịp tăng mạnh thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trở lại, và nó vẫn giữ được 1236 thì khi đó là nó vẫn tích cực anh chị ha. Tuy nhiên nếu như thủng vùng 1236 thì chúng ta có thể nói là sẽ rất là khó khăn trong cái giai đoạn tiếp theo anh chị. Và có thể 1230, 1236 mà không giữ được thì khả năng thị trường nó về vùng 1200 anh chị nha. 1200 thì có thể chúng ta sẽ phải chia tay thị trường anh chị, chia tay thị trường một thời gian để cho nó cân bằng trở lại anh chị ha. Đây là vùng 1230 là một vùng rất là quan trọng anh chị nhé. Rồi thì về đó là cái kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới. Thì cái hành động của chúng ta là gì? Thì chia sẻ với anh chị rằng cái giai đoạn này thị trường có thể tạo đáy bất cứ lúc nào quanh cái vùng này anh chị nha. Do đó anh chị có bị kẹp hàng ở vùng này thì vùng này hạn chế bán nữa anh chị nha. Hạn chế bán. Tất nhiên mình không nói là tất cả các cổ phiếu là không bán, nhưng mà phần lớn thì chúng ta đây là có thể là cái vùng đáy của thị trường rồi.
nên cân nhắc giữ hàng và mua vào ở cái vùng này anh chị nha. Giai đoạn này thì thị trường có thể nói là nó giảm từ từ, rất khó chịu ha, giảm từ từ, sau đó là có một nhịp giảm mạnh và cứ căng trở lại, xong đó nhịp giảm tiếp, và cái cổ phiếu thì nó giảm theo cái kiểu bò tùng xẻo ha, rất là khó chịu, rất là đau đớn cho nhà đầu tư, giảm mỗi ngày một ít, một ngày một ít đó. Ví dụ như mà nó giảm đùng một cái thì anh chị có thể mà dễ dàng trong việc cắt lỗ anh chị, còn cái này nó giảm mỗi ngày 1-2%, 1-2% như vậy rất là khó chịu ha. Tuần này chúng ta kỳ vọng thị trường tạo đáy thành công, và bán thì chúng ta hạn chế bán. Cái việc bán thì mình đã nhắc với anh chị là bán mạnh khi mà thị trường nó thủng 1-2-70 rồi. Thì anh chị xem những cái video gần đây của mình thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở cái vùng này. Nhiều cái cổ phiếu thì chúng ta đã thấy là nó chiết khấu khá là mạnh ha, khá là mạnh trên dưới 20% lận gì, thì ở vùng này chúng ta chỉ cần mua, mua mua ít hay mua nhiều thôi chị ha, và tuần này phải cần mua, và khả năng chúng ta chiến thắng trong tuần này rất là cao anh chị nhé, và khả năng là mua gì cũng có lợi nhuận ở trong tuần tuần này. Rồi cái điểm mà thị trường có thể về thì mình đã nói rất là nhiều là vùng 1230, 1236 anh chị, cộng trừ anh chị ha, thì có thể 1240 như trong cái phiên thứ sáu vừa rồi, thì là cái điểm mà chúng ta có thể nói là có thể bắt đầu tham gia được rồi anh chị ha. Ngay từ phiên thứ sáu chúng ta có thể tham gia được rồi. Đối với anh chị nào mà có full tiền mặt hoặc là tỷ lệ cái tiền mặt cao thì chúng ta nên mở mua dần, mua thăm dò được rồi anh chị nha, và chúng ta phải đi vốn cho nó phù hợp, đặc biệt là không được mua full một điểm, và cũng chưa kỳ vọng là thị trường nó chạy ngay được anh chị ha. Nó sẽ có cái nhịp phục hồi, sau đó là test lại rồi mới chạy, tạo được đáy hai rồi mới chạy tiếp anh chị nha. Không kỳ vọng là sẽ chạy mạnh ngay được. Sau một cái nhịp điều chỉnh như vậy thì thị trường nó cần những cái nhịp cân bằng để tạo đáy hai anh chị nha. Đó là đối với anh chị cầm tỷ lệ tiền mặt cao ha. Còn đối với anh chị nào mà cầm một phần hàng, một phần tiền anh chị, thì chúng ta theo dõi và cái thời điểm trong tuần tới là thị trường mua, chúng ta mua giải ngân là rất là đẹp ha. Và phải nhắc lại với anh chị là khi mà thị trường nó về quanh vùng 1230, 1236 thì chúng ta phải tự tin mua vào anh chị nhé. Là cơ hội cho chúng ta bắt đáy, đặc biệt là trên cái hàng có sẵn của chúng ta, chúng ta tham gia T0, T cộng, trên hàng có sẵn là tốt nhất anh chị nhé. Rất là chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc giao dịch. Lúc này thì chúng ta vẫn chưa vội full hàng anh chị nhé, đặc biệt margin thì chúng ta không dùng trong giai đoạn này, và chúng ta vẫn phải xác định với nhau đây là cái nhịp hồi anh chị, chứ chưa phải là cái kết thúc tạo đáy đi lên anh chị ha. Thị trường muốn tạo đáy phải có một thời gian, sau khi hồi và nó sẽ tạo đáy hai rồi mới đi lên được anh chị. Thị trường muốn đi lên nhất định phải có hai đáy anh chị ha. Khi nào mà thị trường nó tạo đáy hai xong thì mình sẽ báo anh chị mua mạnh, mua full hàng anh chị ha. Còn hiện tại thì T0 anh chị mua rồi thì thị trường nó hồi lên thì anh chị cần bán cái hàng T0 ra và chờ cái nhịp đáy hai thì chúng ta mua lại cái đủ hàng anh chị nhé. Và đối với anh chị nào cầm tiền, một phần tiền một phần hàng, thì cái việc mua thì cũng rất là dễ dàng. Chúng ta mua ở đây khi mà thị trường nó về quanh 1230, mua một phần, và khi mà có cái đáy hai mình sẽ báo anh chị sẽ mua gia tăng ha. Và chúng ta có một cái kịch bản xấu, đó là thị trường có thể thủng 1230, 1236 chị, thì nó sẽ về 1200, 200, và tại đây thì chúng ta sẽ mới có thể nói là mua mạnh hơn ở đây. Tuy nhiên trước mắt thì mình đánh giá cái xác suất mà thị trường về thủng được cái 1230 là không cao anh chị nhé. Do đó tuần này anh chị vẫn tự tin tham gia, đặc biệt trên cái hàng có sẵn của mình anh chị nhé. Rồi thì đó là các cái kịch bản cũng như là cái kế hoạch hành động cho từng cái kịch bản anh chị nhé. Thì
Tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với anh chị một vài những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm trong cái phiên những cái phiên giao dịch trong tuần sắp đến anh chị ha. Đầu tiên chúng ta sẽ xem những cái cổ phiếu của nhóm chứng khoán chúng ta đặc biệt quan tâm anh chị ha. Chứng khoán thì chúng ta thấy là nó trong những cái phiên vừa rồi, nửa tháng vừa rồi, nó liên tục điều chỉnh anh chị và chưa có dấu hiệu tạo đáy ha. Những cái cổ phiếu như là AGR anh chị, nó đã giảm đâu đó là hơn 20% từ vùng đỉnh gần nhất rồi anh chị nhé. Đó, do đó là cái khả năng quanh cái vùng này nó tạo đáy rất là cao. Đó. Anh chị cũng có thể chờ đợi anh chị nhé. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng AGR là một trong những cái cổ phiếu có thể nói là trong những cái tuần đầu của tháng 6 anh chị thì nó tăng điểm rất là tốt anh chị ha, cho được những cái lợi nhuận rất là tốt. Tuy nhiên thì nửa tháng 6 thì anh chị thấy là nó liên tục điều chỉnh giảm như vậy, và nó cần phải cân bằng trở lại anh chị ha. AGR cần phải lấy lại được cái vùng giá 19.6 anh chị, 19.6 thì nó mới tích cực trở lại anh chị nha. Cổ phiếu này anh phải chị quan sát thêm, chưa vội tham gia đối với AGR trừ khi nó lấy lại vùng 19.6. Cổ phiếu thứ hai là MBS anh chị. MBS là một cổ phiếu có thể nói là từ đầu năm đến giờ nó tăng điểm rất là tốt, là và chỉ có những cái phiên gần đây trong một tuần gần nhất đây anh chị thì AGR nó mới xin lỗi MBS nó mới điều chỉnh mạnh trong cái tuần gần đây. Thì MBS là một cái cổ phiếu rất là đáng chờ đợi trong cái nhịp điều chỉnh tiếp theo để chúng ta tham gia anh chị ha. Nó có thể về quanh cái vùng 30 anh chị, 30 cộng trừ là anh chị có thể tham gia đối với MBS. Đây cũng là cái khách sạn trong khung đồ thị tuần của MBS và nó quay trở lại vùng giá 30, anh chị có thể tham gia ngay, đặc biệt đối với anh chị nào nắm sẵn hàng của MBS. Tham gia sẽ rất là tốt và kỳ vọng nó sẽ quay trở lại cái nhịp tăng. Anh chị có thể thấy là xu hướng tăng trong trung và dài hạn của MBS vẫn đang giữ, và có thể nói đây là một cổ phiếu mà tăng đẹp nhất từ đầu năm đến nay anh chị ha. Trend tăng rất là đẹp ha. Và ổn định của cái nhóm chứng khoán. Tiếp theo chúng ta sẽ xem những cổ phiếu như là VDS. VDS thì quanh cái vùng này anh chị ha, quanh cái vùng này, cái vùng giá 19.520 này anh chị là cái vùng giá mà anh chị có thể để tham gia đối với VDS anh chị nhé. Và nó có thể phục hồi lên cái vùng giá 22.3 anh chị, 22.3. Đây là cái mục tiêu phục hồi đầu tiên anh chị nhé. Chúng ta kỳ vọng nó phục hồi về đây. Trước hết những cái giai đoạn này anh chị thì chúng ta phải đánh một cái nhịp hồi trước anh chị ha. Sau đó chúng ta lên đây và có thể VDS nó sẽ điều chỉnh trở lại vùng dưới này. Và chúng ta chốt ở đây và xuống đây chúng ta sẽ mua lại quanh vùng này anh chị nhé. SSI. SSI là một cổ phiếu mà có thể nói là được rất nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm. Thì trong giai đoạn vừa rồi anh chị nó điều chỉnh khá là mạnh ha, khá là mạnh. Và nó điều chỉnh đâu đó khoảng là gần 10% anh chị. Thì đối với một cổ phiếu lớn như SSI, một cổ phiếu đầu đàn của nhóm chứng khoán, thì nó điều chỉnh trên dưới 10% như vậy cũng rất là nhiều anh chị ha. Trong cái giai đoạn vừa rồi nó bị kẹp quanh cái vùng giá 35, 35.5 này. Do đó là mình cho rằng cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi rất là yếu, và trong những cái buổi live cũng như là cái video của mình thì luôn chia sẻ với anh chị rằng cổ phiếu này anh chị nên trong giai đoạn này chưa nên tham gia đối với cổ phiếu này. Hiện tại chúng ta cũng thấy chưa thấy có dấu hiệu tạo đáy đối với lại cổ phiếu SSI này anh chị ha, chưa thấy, và nó về rất là gần với lại cái vùng đáy ở giữa tháng 4 rồi anh chị ha. Giữa tháng 4 nó có tạo một vùng đáy vùng giá 33 anh chị ha. Thì hiện tại nó là 33.95, khả năng rất là cao nó sẽ test lại cái vùng đáy này, có và có thể tạo đáy ở đây để đi lên. Cổ phiếu này anh chị chờ đợi thêm anh chị ha.
trong giai đoạn vừa rồi này hiện tại nó khá là yếu ha. SHX cũng như vậy anh chị, yếu anh chị à, rất là yếu. Những cổ phiếu mà mình khuyên anh chị là, có những anh chị đã hỏi mình là có nên cơ cấu cổ phiếu này hay không, thì mình chia sẻ anh chị là nên cơ cấu cổ phiếu này. Năm 2023 là một năm rất là tốt, rất là thành công đối với anh chị tham gia cái cổ phiếu SHX. Khi nó tăng đâu đó là từ cái vùng giá 8 anh chị ha, vùng giá 8.5 mà nó lên cái vùng giá hơn hơn vùng giá 19 anh chị ha, có thời điểm về vùng giá 20, như vậy là tăng hơn 2 lần. Rất là tốt trong năm 2023. Tuy nhiên năm 24 từ đầu năm đến giờ anh chị thấy cổ phiếu này rất là khó chịu ha. Liên tục có những cái cây vẽ nến như thế này mà không thể tăng điểm nổi anh chị ha. Cứ vẫn tích lũy quanh cái vùng giá của nó ở quanh cái vùng giá 18 anh chị, nằm đây rất là lâu rồi. Khá là yếu từ đầu năm đến giờ anh chị chưa nên tham gia anh chị nha. VAX cũng như vậy anh chị. VAX cũng là cái cổ phiếu mà được anh chị nhà đầu tư quan tâm rất là nhiều. Tuy nhiên nó cũng đã về rất là gần với cái vùng đáy ở cuối tháng 4 rồi anh chị. Vùng đáy mà thị trường cái thời điểm giảm 120 điểm anh chị ha, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4, thì VX bây giờ nó đã test, đang test lại cái vùng đáy này. Chúng ta xem nó có giữ được ở vùng đáy, tạo đáy được ở đây hay không anh chị ha. Tiếp tục quan sát anh chị, chưa vội tham gia anh chị nha. Chúng ta chưa nên tham gia ở khi mà chưa biết cái đáy một nó ở đâu ha. Rồi ok, thì đó là nhóm chứng anh chị ha. Thép thì chúng ta có thể xem qua những cổ phiếu HPG, cổ phiếu quốc dân ha. HPG thì có một cái cây giảm cũng khá là mạnh, gần 2% ở cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi. Thì đối với HPG thì cái nhịp giảm này của thị trường giảm đâu đó 60 điểm, 65 điểm thì HPG nó giảm cũng không có nhiều lắm anh chị ha. Không có giảm nhiều, nhưng đây là cũng chỉ giảm đâu đó khoảng 6% thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng HPG nó tăng điểm và nó giảm điểm cũng nhẹ nhàng như vậy anh chị ha. Cho nên nó thích hợp với những nhà anh chị nhà đầu tư mà có cái NAV lớn ha, đánh dài hạn thì tham gia HPG rất là tốt, nó có tính an toàn rất là cao. Nó không thể bóc bằng những cái cổ phiếu trong nhóm ngành như là Hoa Sen, Nam Kim hay là VGS, SMC gì ha. Tuy nhiên nó lại thích hợp cho anh chị đầu tư dài hạn và nó sẽ không có giảm nhiều khi thị trường giảm, và đặc biệt và khi tăng nó cũng như vậy, thì nó không không tăng nhiều. Ví dụ như trong cái nhóm thép mà tăng tốt, có những cổ phiếu tăng trần ha, 5-6%, 7% thì HPG có thể tăng được 3 đến 4% là nhiều rồi anh chị ha, là nhiều rồi. Và khi thị trường mà có những cổ phiếu giảm giảm mạnh, giảm sàn, giảm 5-6% thì HPG nó chỉ giảm đâu đó khoảng 1 đến hơn quanh 1-2% là nhiều rồi. Như phiên thứ sáu chúng ta có thể thấy là nó giảm 2%, như vậy là một phiên giảm nhiều của HPG rồi chị nhé. Tiếp theo Hoa Sen anh chị. Mình chưa nói cái HPG là cái điểm mua. HPG nó có thể điều chỉnh về quanh cái vùng giá 28, 27.5, 28 anh chị. Quanh vùng giá 27.5 là anh chị có thể tham gia tốt đối với HPG anh chị nha. Và nó sẽ bật trở lại. Đây là vùng hỗ trợ rất là tốt của HPG. Có vùng nền giá 28 này nó xây dựng rất là lâu anh chị. Về đây là cái vùng mà có thể là anh chị nắm giữ dài hạn, tham gia ở đây rất là tốt ha. Hoa Sen. Hoa Sen thì có thể nói là một cổ phiếu mà nó tăng điểm tốt tốt nhất của nhóm chứng khoán trong cái nhịp gần đây anh chị. Từ khi tạo đáy giữa tháng 4 đến nay gì ha, Hoa Sen là một cổ phiếu rất là nhanh chóng lấy lại cái rất là nhanh chóng phục hồi sau cái nhịp điều chỉnh đó, và nó tiếp tục tăng điểm rất là tốt. Và nó chỉ thật sự anh chị thấy là trong phiên thứ hai anh chị, thì Hoa Sen nó giảm một cây 4.8%, và qua phiên thứ ba ngay lập tức của tuần vừa rồi vậy nè, nó phủ nhận, nó tăng trở lại 4.16%, phủ nhận cây nến trước đó.
À, chỉ có phiên thứ sáu này là nó lại giảm trở lại cái vùng giá 28 23.9 này. À, thì đây là một cổ phiếu chưa giảm nhiều, chưa giảm nhiều và khá là mạnh trong giai đoạn vừa rồi. Nếu như mà phiên tới Hoa Sen nó lấy lại được vùng giá 24 24 24.5 thì cổ phiếu nó trở lại tích cực anh chị ha. Và nếu như nó tiếp tục nó quay về nó thủng vùng giá 23.5 thì có thể nó sẽ về lại vùng giá 22.3 anh chị nha. Đây là vùng, nếu như nó vượt được 24.4 thì là tích cực, mà nó thủng cái đáy mà nó tạo ở cái phiên thứ sáu, có nghĩa là vùng giá 23.5 thì nó sẽ giảm tiếp về vùng 22.3 anh chị nha. Anh chị quan sát đối với cổ phiếu này về 22.3 anh chị tham gia tốt đối với Hoa Sen. Đây chính là cái hỗ trợ ở trung hạn của Hoa Sen quanh vùng giá 22.5 anh chị nhé, 22.5 anh chị bắt đầu tham gia tốt ở với Hoa Sen. Rồi SMC, SMC là một trong những cổ phiếu rất tốt và đi ngược với thị trường trong giai đoạn vừa rồi anh chị. Mình đã cho khuyến nghị anh chị tham gia ở quanh cái vùng 14.3 này, có một nhịp tăng hơn 20% rồi, thì anh chị tiếp tục nắm giữ anh chị ha. Tuy nhiên chúng ta thấy là trong cái phiên thứ năm vừa qua nó có một cái phiên một cái nến khá là xấu anh chị. Anh chị còn nhớ SMC trong cái giai đoạn trong cái phiên ngày thứ năm buổi sáng nó mở gap tăng anh chị, mở gap tăng rất là đẹp anh chị ha. Tuy nhiên chúng ta thấy lực bán nó xuất hiện và nó đẩy cái cổ phiếu có một cái nến đóng thấp nhất phiên, tạo ra một cái nến rất là xấu. Trong cái room thì mình cũng có cảnh báo cho anh chị cái cổ phiếu này, chúng ta quan sát nếu như tiếp tục có một cái phiên giảm thì chúng ta sẽ chốt lời đối với SMC anh chị. Hiện tại chúng ta vẫn còn nắm giữ SMC anh chị ha, gồng gồng lãi ha. Tuy nhiên chúng ta thấy là một cái phiên ngày thứ sáu thì nó có cái thời cái một cú rút chân rất là đẹp như bạn gì ha, thì chúng ta tạm thời giảm cái sự lo âu về cái việc điều chỉnh trở lại đối với SMC. Nhưng nếu như mà phiên sắp đến nó lại thủng trở lại cái vùng giá 17.4 thì chúng ta nên chốt lời một phần đối với SMC anh chị ha. Cái này thì trong room mình sẽ chia sẻ cho anh chị, khách hàng của mình đang nắm giữ cổ phiếu này. Đây là một cổ phiếu cho chúng ta lợi nhuận rất là tốt ha. Rồi một vài cổ phiếu khác của nhóm bất động sản DIG anh chị. DIG thì sau cái nó đã có thể nói là tạo được hai đáy ở quanh cái vùng giá hiện tại, vùng giá 26.3 này, và hôm thứ sáu là một phiên test lại thì nó có thể phục hồi về cái vùng giá 30 anh chị nhé. Đây là cái vùng mà anh chị có thể nói là trên đường lên của chúng của nó, trên đường phục hồi, thì anh chị nên có anh chị bị kẹp hàng DIG thì nên cân nhắc ra hàng dần dần trên cái đường phục hồi về anh chị nha. Chúng ta không thể biết là DIG nó sẽ phục hồi về đến đâu. Do đó chúng ta trên đường thì cái cổ phiếu nó phục hồi thì chúng ta phải cân nhắc hạ dần tỷ trọng ra anh chị ha. Nếu như DIG mà nó vượt được lại vùng giá 30 mà nó tích lũy ổn ở trên này thì chúng ta lúc đó quay trở lại tham gia tiếp đối với DIG anh chị ha. Còn hiện tại chúng ta chỉ view là nó phục hồi thôi anh chị ha. Đây là mình cũng nói DIG và nói chung cho những cái cổ phiếu như vậy nha, đang cái nhịp phục hồi như vậy thì anh chị phải kẹp nhiều hàng, thì chúng ta phải cân nhắc là hạ dần 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 ra anh chị nha. Chứ không đợi một điểm về mà để hạ một lần anh chị. Anh chị thấy rằng thị trường giống như thị trường của chúng ta anh chị ha, thì chúng ta kỳ vọng thị trường nó trong phiên thứ sáu, thứ năm, thứ sáu thì nó phục hồi về cái vùng 1268 anh chị ha, 1268. Tuy nhiên thì nó chỉ về đến 1262 là nó lại quay đầu rồi. Do đó mình chia sẻ với anh chị này, trong quá trình phục hồi như vậy chúng ta phải cân nhắc hạ dần các cổ phiếu ra. Novaland khá là khó khăn ha, khá là khó khăn. Thì cũng có thể nó tạo đáy được quanh đây, và cũng như bạn chị trên đường phục hồi về, nó chỉ cần phục hồi về vùng giá 14.5 là anh chị có thể cân nhắc là hạ thị trọng đối với Novaland anh chị ha. Những cổ phiếu rất là yếu trong giai đoạn vừa qua, Phát Đạt hay là Đắc Xanh cũng đều như vậy anh chị nhé. Ở đây trong một thời lượng một cái video ngắn như thế mình không thể chia sẻ hết tất cả các cái cổ phiếu cho anh chị được. Do đó mình chỉ cũng nói lướt qua như vậy. Và nếu như anh chị có một cái cổ phiếu cụ thể nào đó mà bị kẹp hàng chưa có cách giải quyết cho nó đúng ha, đang hoang mang thì có thể liên hệ với em mà em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh chị nhé. Số điện thoại em có để trên màn hình.
hoặc là anh chị có thể tham gia vào cái room Zalo cộng đồng anh chị nhé. Em để trên màn hình, anh chị quét QR sẽ tham gia vào cái room cộng đồng để được hỗ trợ liên tục anh chị nha. Rồi, bất động sản bán lẻ chúng ta có thể thấy DGVK. Thì DGVK có thể nói là đối với anh chị nào nắm giữ trung hạn, dài hạn đối với cổ phiếu này thì hoàn toàn yên tâm anh chị, đây là cái vùng mà nó tích lũy khá là đẹp rồi. Và khả năng nó thủng sâu nữa thì rất là khó nha. Quanh cái vùng giá hiện tại anh chị có thể tham gia, thậm chí có thể tham gia thêm quanh cái vùng giá 60 anh chị nhé. Anh chị nào chưa đủ tỷ trọng thì có thể tham gia thêm đối với DGVK. Và nếu như nó thủng vùng giá 59 anh chị, thủng vùng giá 59 thì anh chị mới là lo lắng hạ tỷ trọng bớt ha. Còn hiện tại nó ở vùng này cũng khá là an toàn anh chị nhé. HAH cảng biển ha, một cổ phiếu rất là tốt mà chúng ta vẫn còn giữ 50% hàng anh chị ha. Đó. Thì chúng ta đã chốt ở quanh cái vùng 50.5 50.5 trước khi mà điều chỉnh giá anh chị, thì hiện tại nó có thể nói HAH là một trong những cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong cái giai đoạn gần đây anh chị ha, tăng điểm rất là tốt rồi. Chúng ta nắm giữ được cổ phiếu này cũng rất là tuyệt vời. Thì chúng ta tiếp tục nắm giữ anh chị, tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng cổ phiếu đi ngược thị trường chúng ta phải cố gắng nắm giữ anh chị nha. Trường hợp nó quay trở lại nó thủng có mốc 41.5 41.5 thì anh chị chốt lại phần còn lại anh chị ha. Còn hiện tại chúng ta cố gắng gồng tiếp anh chị nha. Chúng ta sẽ xem một số cổ phiếu cao su GVR. Phiên thứ tư thì tăng trần, phiên thứ sáu thì giảm sàn, giảm 5% anh chị, có thời điểm sàn anh chị, có sự rút chân như thế này thì cũng cũng khá là có một tí tích cực. Nếu như trong những phiên sắp tới mà GVR nó lấy lại được vùng giá 35 anh chị ha, và GVR nên ngay lập tức lấy lại cái vùng giá 35 này thì sẽ tích cực, coi như là chúng ta chưa có vấn đề gì đối với GVR. Tuy nhiên nếu như nó không lấy lại được ngay thì sẽ rất là khó khăn. Chúng ta có thể đánh giá GVR nó tạo được hai đáy ở đây và đáy đi lên xác nhận, tuy nhiên có một phiên test lại như thế này, và nếu như thật sự mạnh thì GVR phải lấy được lại vùng giá 35 trong cái phiên giao dịch tiếp theo anh chị, thì nó sẽ đi rất là tốt. Thủng vùng này thì nó có thể sẽ quay trở lại cái vùng giá 32 anh chị nha. Quay lại 32 và mình cũng khá là tin tưởng đối với GVR nó sẽ quay trở lại vùng giá 35 anh chị để quay trở lại nhịp tăng anh chị ha. Anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ đi anh chị. Rồi một cổ phiếu cũng rất là đáng chú ý nữa, DRC. Tăng trần phiên thứ tư và giảm sàn phiên thứ sáu. Anh chị nào đu vào cổ phiếu này thì coi như là đã bị chín ngay một cái nhịp sàn cái phiên giảm điểm tiếp theo ngày thứ năm và ngày thứ sáu ha, hai phiên giảm điểm liên tiếp thì đã giảm đâu đó khoảng gần 10% rồi anh chị ha. Thì nó đã hai phiên này nó đã phủ nhận hoàn toàn phiên ngày thứ tư, do đó những cổ phiếu này thì anh chị nếu nhìn đu ở cái phiên ngày thứ tư thứ năm anh chị thì sang ngày thứ sáu nếu như nó không phục hồi được lại cái vùng giá 35.7 thì anh chị nên cắt lỗ đối với DRC gì ha. Khả năng nó sẽ khó mà đi ngay được khi mà nó có một cái diễn biến như thế này anh chị, sau khi tăng trần và hai cái tiếp theo là nó giảm sàn để phủ nhận lại phiên trước thì có thể nói DRC sẽ rất là khó khăn trong giai đoạn sắp đến, khả năng nó sẽ cần tích lũy rất là lâu ở cái vùng này anh chị. Quanh cái vùng giá 35 này nó sẽ cần tích lũy quanh cái vùng giá 34 35 này, tích lũy một thời gian dài anh chị ha mới quay trở lại nhịp tăng được sau một cái dịp gãy rũ như thế này anh chị nhé.
Ok, một vài cổ phiếu và nữa như là ghét anh chị. Ghét thì nó gãy qua cái vùng cân bằng của nó, vùng giá 22.6, thì hiện tại nó đang cố gắng cân bằng ở cái vùng giá 22 này. Hôm thứ sáu thì nó có một cú rút chân khá là đẹp như vậy, rút chân khá là dài, thì kỳ vọng phiên thứ hai nó sẽ tiếp tục cái đà này và nó lấy lại cái vùng hỗ trợ 22.6 anh chị ha. 22.6. Nếu như mà phiên sắp đến lấy lại được 22.6 thì ghét chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ ổn anh chị ha. Nếu như nó vẫn không vượt được còn ở dưới này thì anh chị nên xem xét hạ tỷ trọng đối với ghét anh chị nhé. Lấy lại được thì chúng ta tiếp tục giữ, và nếu như nó không lấy lại được, nó vẫn nằm ở quanh vùng giá 22 thì nên hạ tỷ trọng anh chị nhé, hạ tỷ trọng. Khi nào nó lấy lại được vùng giá 22.6 thì chúng ta tham gia trở lại ha. Và có khả năng nó sẽ phục hồi về được anh chị nhé. Nó đang có khách sạn hút giá lên, khách sạn đang mở ra dần dần to hơn. Công nghệ. Công nghệ chúng ta sẽ đi qua những cổ phiếu như là CMG. CMG trong tuần vừa rồi giảm liên tục 5 phiên anh chị ha. Và vùng nó có thể về đến là vùng 57 anh chị, vùng giá 57 anh chị ha. Đây là vùng mà anh chị có thể tham gia đối với CMG. Chờ ở vùng này anh chị ha. FPT, FPT có thể nói là rất là mạnh anh chị, rất là mạnh, vẫn giữ được nhịp tăng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều là nhịp tăng anh chị. Nắm giữ cổ phiếu này thì kiên trì và cứ như vậy nắm thôi, rất là tốt. Nhưng nếu như nó anh chị nâng chặn lãi, nếu như nó thủng qua vùng giá 128 thì anh chị nên chốt lời một phần lên chị ha. Và nếu như ngày mai mà nó quay lại vùng giá 31.5 anh chị thì nó sẽ tiếp tục tăng anh chị nhé. Nhịp tăng, cái trend tăng của nó còn rất là khỏe anh chị ha. LC. LC thì nó cũng đang ở vùng khá là nhạy cảm rồi anh chị. Phiên ngày thứ sáu tuần vừa qua là một tuần giảm rất là mạnh. Một tuần giảm đến gần 17% đối với cổ phiếu LC. Thì phiên thứ sáu cũng là một cây nến rất là xấu như thế này. Nếu như phiên thứ sáu mà nó không lấy lại được vùng giá 22 chấm à, xin lỗi 25.2 anh chị, 25.2 đó, thì anh chị nên cân nhắc là hạ tỷ trọng đối với LC anh chị ha. Nó thủng qua vùng này thì nó sẽ rất mất thời gian để cân bằng trở lại, có thể nó sẽ không thủng sâu thêm anh chị nhé, không thủng sâu thêm, tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian rất là nhiều để cân bằng lại, thì chúng ta nên hạ tỷ trọng. Anh chị nắm giữ cổ phiếu nên hạ tỷ trọng để có thể tham gia, dành cái nguồn lực tiền đó để tham gia vào những cổ phiếu tốt khác, nó có cái cơ hội nhiều hơn và có thể tăng giá nhanh hơn là cổ phiếu ADC. Có thể nó không thể không giảm sâu nữa và nó thể có thể quay trở lại tăng, tuy nhiên sẽ chậm anh chị nhé. Sau những nhịp giảm như thế này thì nó sẽ chậm, mất thời gian để cân bằng trở lại. Ok thì rồi tiếp tục một cổ phiếu nữa anh chị ha, cổ phiếu MSH. MSH trong giai đoạn vừa rồi ha, mình tham gia quanh cái vùng giá hiện tại luôn anh chị ha. Quanh cái vùng giá 47. 47 thì chúng ta tham gia ở đây thì thị trường có những cái phiên điều chỉnh như vậy, nhưng mà MSH có thể nói là cũng vẫn giữ được cái hỗ trợ của nó, và phiên thứ sáu có một phiên rút chân rất đẹp như vậy, cũng rất là tuyệt vời rồi anh chị ha. Thì anh chị tiếp tục nắm giữ anh chị nhé. Nó vẫn giữ được cái vùng giá hiện tại, đặc biệt nó chưa thủng cái vùng giá 44 7 thì cho anh chị vẫn tiếp tục giữ đối với 10 khác, không vấn đề gì anh chị nhé. Nó có thể sẽ bật tăng trở lại bất kỳ lúc nào. Rồi ok anh chị, thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho anh chị trong cái video lần này. Thì hy vọng cái video sẽ đóng góp được cho anh chị những cái góc nhìn về thị trường cũng như về cổ phiếu, để trong tuần tới anh chị có thể tự tin tham gia được những cổ phiếu tốt khi mà nó
điều chỉnh thêm một tí nữa anh chị ha, và có thể nói tuần tới là cái cơ hội anh chị tham gia sẽ đem lại cái hiệu quả, cái xác suất rất là cao anh chị nhé. Anh chị theo dõi cái buổi live thì nhớ cho em xin những cái lượt like cũng như là những cái trái tim một tím ở phần bình luận anh chị nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, bật thông báo để nhận được những cái video mới nhất mà em đăng cũng như là những cái live stream trên kênh anh chị nhé. Anh chị cần một người đồng hành hỗ trợ thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là anh chị nếu đã có tài khoản SSI hoặc chưa có thì mở một cái tài khoản mới anh chị, nếu như có thì chuyển về em quản lý anh chị ha. ID của em là y610022. Chào mừng tất cả anh chị nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem video. Chúc cho anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.